MLM Bình Dương xin chào bà con cô bác, quý cô chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLM Bình Dương nha. Thì bây giờ là các anh em đã tới cái vị trí gần nhà của anh Kim Tiểu Long, anh em đã gửi xe rồi. Thì bây giờ là team áo tím đang gọi là đem quà ha, gọi là hai giỏ trái cây đó. Team áo tím đang đi trước nè. Đó, thì đoàn hôm nay là gồm khoảng hơn 10 người, hơn 10 thành viên. Bây giờ là 8:54 ha. Đó, đang công tác chuẩn bị. Hồi nãy thì đang đi thì bị lạc chị Nhi. Thì chị Nhi thì đang tìm đường chạy qua do mấy anh em gửi cái vị trí. Sáng nay thì ngoài các anh em YouTube tại mộ thì có sẵn các anh em YouTuber khác. Bây giờ là đang ráp cái sân khấu. Cách đây khoảng 5 năm trước thì tối thì bữa tối mai anh em mình có ai đến bên một bà cháu đảo mình không? Cái đó chưa biết. Chưa nghe ở trong này nghe có đúng không? Đây là bên nhà hàng, người ta đang lặt cái phụ bếp người ta đang chuẩn bị. Bây giờ thì anh em đang đợi cho mấy chú ở đó cho nó tương tác ha, thì mình cứ vô. Tại vì sáng nay là mấy anh em mình đến rất là sớm. Giờ sớm quá nha mọi người, cho nên là có sư thầy ở trong nữa kìa. Có sư thầy nữa. Sư thầy đến rất sớm. Toàn bộ chai. Rồi mấy cái chảo này là để đổ bánh xèo nè. Đó. Khoảng hơn chục bếp á, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 gì đó. Nhưng mà chắc chị Ni rồi chị Lon rồi anh Vũ Lân. Bên ai anh? Tên. Rồi của chị Phương Lê. Wow. Rất là nhiều luôn.
Chị Ni, chị Ni có biệt danh là gì biết mọi người, mọi người có biết không? Dạ. Ốc. 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 Chị Ni là ốc với anh Vũ là ốc. Hai người là ốc. Ở sao gọi là ốc? Thì mọi người cứ từ từ tìm hiểu. Hay là có bí mật. Bí mật ha. Nói chung là khi hôm nay là có tất cả các anh em đúng rồi ha, hôm nay chắc chị Hồng Loan với là chị Ni và Vũ Lương sẽ rất là bất ngờ đây, đúng không? Đúng rồi. Rồi đem cái cây vô mình hấp trước đi. Hiện tại là team của mình là đang có là bao nhiêu thành viên, là 2, 4, 6, 8 đúng không? Nhiều bạn lớp trưởng lớp phó cầm đi. Đó, bây giờ lớp trưởng lớp phó đi vô, đi vô. Sẽ cầm léo. Cái cây léo. Đi vô bên trong. Phương rồi cũng mà. Rất nhiều. Bây giờ mình tháo nón xuống nha. Kêu đi á. Đem hoa quả vô để mà được rồi, được rồi, được rồi. Đó, thì bây giờ các anh em sẽ xin phép thắp nhang để dâng lên cúng tổ hai cái vỏ trái cây mà các anh em tìm máu tím từ mộ đến từ mộ chú Vũ Linh. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra hết. Qua đây lấy đâu quẹt nhập. Thì mấy anh em cũng anh em hai vỏ trái cây để là lúc chữa thì lúc khó đen lúc ngang để cho các anh em nếu còn lúc khó là viên minh thì đại diện cho mấy anh em là Pháp Phương cho nên cũng thật là khó khăn. Bây giờ là mấy anh chuẩn bị là Pháp Phương của chú anh chị. Mình đang coi những cái bức ảnh của chú anh chị của anh Kim Tiểu Long. Giờ mấy anh em mình đốt từ từ rồi ha. Thank you.
dài cho con, cảm ơn. Ở đây thì các anh em bây giờ mình đi ra đi, mình thay phiên nhưng mình cầm lại cho các anh em khác để thắp hương ha. À, bà xã, tôi đây anh cầm cho em thắp hương, tôi điện thoại rồi em đi thắp hương đi. Được. Vậy là các anh em cũng vừa thắp hương xong ha, một số anh em còn lại thì chúng ta vào được thắp hương luôn được. Anh trai là gì của anh Tiểu Long? Cháu của thân cận nhất của ông. Thân cận nhất luôn. Đây tay phải tay trái. Để đỡ cái chỗ mà bán bên đây nè. Chia sẻ chỗ bán luôn. Mình bán anh Kim Tiểu Long là bán đồ chai là ở đây luôn. Đúng rồi. Là em này phụ trách. Dạ. Em đó là phụ trách để bán kinh doanh ở đây ở tại Việt Nam. Dạ. À, đa số là phân phối là nhiều. Dạ. Anh Long đang trang điểm. Cháu. Em bà xã. Đây cho mấy anh vào. Mời mọi người qua đây văn phòng nha. Mời mấy anh em YouTube qua đây. Quay văn phòng bên đây nào. Đây là văn phòng làm việc. Trước khi vào văn phòng thì chào anh. Có một em. Chào anh chó bật kia. À. Đây là văn phòng làm việc. Đây là nhân phòng công ty của anh Long. Wow. Dạ. À, cho xin phép đội nón luôn nha. Dạ không sao anh, không sao. Ồ. Đây là cái văn phòng làm việc của anh Kim Tiểu Long. Đúng rồi, cái phòng này là phòng để em thường hay tiếp khách với lại các đại lý á, là đây là em tiếp ở đây. Ở đây là khu vực nhân viên làm. Dạ. Tại bữa nay hơi đám, nói chung cũng hơi bừa bộn tại vì đồ bên kia mình đem lên đây á, thì những cái sản phẩm chính là ở đây nè, trà rồng nhỏ. Dạ, đây là sản phẩm mà gọi là best seller bên đây. Dạ, em và anh Long mà đảm nhiệm sản xuất luôn. À. Dạ, xưởng là nằm ở trên Buôn Mai Thuột nữa. À. Là hoàn toàn là tự nhiên luôn, mà giúp cho nhiều người đó là giống như là mình bị mất ngủ nè. Cái thứ nhất là mất ngủ, lọc thận, lọc gan, lọc máu, đẹp da, giảm stress cho mình luôn. Mà ai mà đang sử dụng thuốc ngủ rồi á, là mình uống cái sản phẩm này vô thì nó sẽ ngủ được, không có cần phải uống thuốc ngủ nữa. Nhưng mà cái hiệu quả của nó là cực kỳ an toàn, với lại nó không có tác dụng phụ. Cái đây là bài thuốc của người dân tộc trên Tây Nguyên làm, thì xưởng là nằm ở trên Buôn Mai Thuột. Cái này là hoàn toàn thiên nhiên, gặp liệu thiên nhiên hết luôn. Đấy, ở trong đây nó sẽ có ba cái màu giống vậy. Một cái hộp như thế này là nó sẽ có ba cái vị thuốc trong đây, thì mình kết hợp với nhau mình uống, thì có đầy đủ chứng nhận của ISO nè, rồi mã nhập mã đồ đầy đủ hết luôn, rồi được nhà nước nè, đây những cái bằng nè, kiểm nghiệm này kia nọ là đầy đủ hết luôn, không có thiếu gì hết. Này đến đây nó biết là anh cái
sản xuất của công ty. Dạ. Của công ty hỏi cái tình hình cái giá của họ. Giá mỗi hộp thì công bố là 300.000 thôi. À, mỗi hộp là 300.000. Số điện thoại luôn anh ơi, đọc số điện thoại luôn. Số điện thoại của công ty là 0933 431996. Mới đặng trả. Anh đọc lại. Số điện thoại công ty là 0933 431996. Dạ. Không có bác mình có ai với cái sản phẩm thứ hai của công ty sản xuất là cái sản phẩm trong biển kẹp hạt dinh dưỡng. Là cái sản phẩm anh kim tiểu long cũng ăn cái đó mà giảm mỡ bụng. Cái này cực kỳ ngon luôn. Đây là hàng loại nhất nha. Dạ. Mà độn rạo lứt rất là ít. Những cái hàng loại 2, loại 3 họ độn gạo lứt rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt công ty của em làm á là không có độn gạo lứt. Ở trong đây nó sẽ có hạt điều, hạnh nhân, bí xanh, rồi gạo lứt, nhưng mà gạo lứt rất là ít. Với lại mật ong với nước sốt rong biển. Dạ. Giá của sản phẩm này sao? Đây thì bán lẻ thì một bịch như thế này nửa ký là 195.000. 195. Dạ. Còn cầm lên giới thiệu. Cầm mà. Tại vì em chưa thay đồ. Quay trên không quay một giờ. Cầm lên đây anh cầm cho nó ngay ngay lại. Đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đây là cái sản phẩm mà cũng gọi là best seller bên đây luôn. Anh cho qua đây xem cái anh. Nhìn hấp dẫn quá ha. Cực kỳ ngon. Không, cái này là bữa có ăn thử rồi bên nhà chị Lon. Đúng rồi, cái chị Lon ăn, chị Lon thích lắm. Rất ngon và giòn. Chị Lon đồ bẻ lái. Đúng rồi, chị Lon chuẩn bị sắp tới là chuyển qua bên đây kinh doanh thêm cái mặt hàng này bên đó. Hello con trai. Trà rồng nhỏ. Dạ luôn. Chị Lon. Anh đang... Đây là cái dân công làm việc của công ty của anh Kim Tiểu Long ha. Trang trí quá là đẹp. Anh ơi, anh cho em hỏi anh cho mình nói. Anh mình ngoài mình sản xuất cái này ra thì công ty của mình còn sản xuất cái gì đúng không anh? Giống như là chả chai nè, chả lụa chai, rồi xúc xích chai luôn. Với chả lụa chai, với là chả nhồi xả chai luôn. Là những cái món ăn chay này kia đó. Cái này cũng là chay mặn thì được luôn. Với con nít trẻ nhỏ ai ăn cũng được. Công ty của mình có tên hiệu là gì anh, mà nó đang hiện tại là ở cái địa điểm nào? Thì công ty này là công ty mà của anh Lâm luôn, là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Rồng Nhỏ Kim Tiểu Long đó mọi người. Em phải đóng cái cửa đó nữa. Nó hơi bừa bộn xíu mọi người, tại vì đám á, cái bên kia cái mình dời qua đây. Không sao anh, hôm nay dỗ mà. Đưa buông. Mọi người xem thì thông cảm cho em. Ví dụ như bà con cô bác á mà có muốn mua ủng hộ hàng của anh Long thì mình sẽ liên hệ qua số điện thoại của anh ha. Dạ đúng rồi. Số điện thoại của em là 0933 431996 nha mọi người nha. Có gì mọi người cứ gọi cho em, cần hàng gì thì mọi người cứ gọi nha. Cái này là mình ship mình luôn đúng không anh? Dạ ship đây, khu vực in bill đây. À có ship tặng luôn. Tặng nhà luôn. Chỉ cần là gọi qua số điện thoại thì anh sẽ làm tốt tình đoạt hết. Đúng rồi. Cứ cho nhân viên xong rồi nhân viên làm đơn xong rồi gửi đến tay mọi người thôi, gửi toàn quốc luôn. Nước ngoài luôn. Khu vực châu Á gửi được luôn, Mỹ luôn, hầu như những cái sản phẩm này là đều đi Mỹ được hết anh nha mọi người nha. Riêng trà rồng nhỏ Kim Tiểu Long là người bên Mỹ rất là thích, tại vì đó họ stress nặng lắm, mà mỗi lần uống vô họ giúp cho cơ thể của họ không có bị mệt mỏi nè, với lại họ ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Anh phải cho em hỏi là anh là tên gì anh? Thì em là cũng có YouTube luôn nha mọi người nha. Nhớ follow kênh YouTube Trương Vinh nha mọi người nha. Để Trương xem những cái sản phẩm âm nhạc mới mà em sắp sửa phát hành nữa nha mọi người nha. Anh ca nhạc luôn hả? Anh là bên ca sĩ ha anh, ca sĩ. Em là ca sĩ Trương Vinh. Ca sĩ Trương Vinh. Hát hoài à. Đoạn coi hát đoạn không được. Hát đỏ luôn. Không đỏ cũng được. Mấy anh ép em nữa rồi. Sẵn giới thiệu rồi, giới thiệu luôn. Ca sĩ mình phải hát đỏ. Để hát thì chút xíu dỗ tổ thay đồ thay đạt rồi ra ngoài hát cho nó hay. Giờ đây hát bị sọc dưa. Rồi ok. Mọi người nhớ theo dõi kênh YouTube Trương Vinh nha mọi người nha. Anh cho em hỏi thêm ha. Cũng như trong cái ngày sự kiện là dỗ tổ ngành cải lương sân khấu thì hôm nay thì mà khách mời của mình gồm có những ai, anh có thể là chia sẻ tí xíu cho là khán giả của em cũng như tất cả các kênh ở đây được biết miếng xíu không?
không thể nào mà nhớ nổi. Tại vì mình có thể là nhớ ai mình nói người đó. Mình đăng lên Facebook đó, cái mọi người nhớ mọi người về thôi. Tại vì năm nào cũng về hết á. Dạ. Thì họ sẽ đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ nữa, cho nên là mình không biết trước được ai sẽ đến đây. Dạ. Tại vì em như là nghệ sĩ lớn sẽ đến rất là nhiều. Tại vì em có nghe nói là như có anh Vũ Lưng nè, nghệ sĩ Vũ Lưng nè, chị Hồng Loan nè, chị Nhi có thể là đến đây đúng không? Có, chị Ngọc Quyền là chị Ngọc Quyền nữa. Ngọc Quyền rồi Thoại Mỹ. Ừ. Đó, nhiều. Rồi cô Thoại Mỹ nữa. Đúng kênh của em này nha mọi người ơi. Kênh của anh đây ha. Trương Vinh. Em cảm nhận em hộ anh Trương Vinh nha. Ủng hộ em nha mọi người ơi, kênh của em nè mọi người ơi. Wow. Đó, mọi người vô follow đăng ký kênh của Trương Vinh nha mọi người. Em làm clip nào cũng triệu view hết mọi người. Clip nào cũng triệu view nha mọi người. Wow. Chúc mừng anh ha. Chúc mừng anh, chúc mừng anh rất là nhiều. Cái này em mới sản xuất. Thì hôm nay là đến với dự cái buổi dỗ dỗ tổ ở nhà anh Kim Tiểu Long, thì hơi đại diện cho mấy anh em team áo tím cũng như anh em YouTube đây, chúc gia đình mình ấm áp ha. Tổ chức cái buổi dỗ tổ hôm nay là thành công và tốt đẹp, và chúc cho anh Kim Tiểu Long ngày càng là được bà con cô bác đi hát ở đâu cũng được bà con cô bác yêu quý và ủng hộ. Cảm ơn anh ha. Dạ. Rồi cảm ơn mấy anh nha. Quay sản phẩm đi, quay sản phẩm cho bà con tôi thấy rồi. Sản phẩm của anh Kim Tiểu Long là bà con cô bác nhớ ủng hộ nha. Quay rõ đi. Đó. Đây là những cái sản phẩm có đầy đủ giấy tờ hết nha. Dạ. Những bà con cô bác của mình ha. Dạ. Theo dõi clip thì nó ủng hộ cho anh ha. Đặc biệt là cái trà rồng nhỏ ha. Cái trà rồng nhỏ là với là nước ngoài cũng rất là thích cái loại trà này ha bà con. Với rồng biển cái trà này là uống là để thanh nhiệt. Hiện tại thì anh Trương Vinh cũng đã giới thiệu cho tất cả các anh em YouTuber tại mộ cũng như là các anh em YouTuber tại đến tham gia sự kiện ngày hôm nay á, được biết về cái văn phòng của công ty ha, và kinh doanh những cái loại sản phẩm như thế nào. Thì hiện tại là anh Kim Tiểu Long đang kinh doanh đó chính là trà rồng nhỏ. Trà này thì sẽ giúp cho dễ ngủ ha. Dạ. Và cái sản phẩm tiếp theo đó chính là rồng biển kẹp hạt dinh dưỡng nha. Đó thì anh kinh doanh hai cái, hiện tại là kinh doanh một số cái mặt hàng chủ yếu như vậy. Và cái sản phẩm của anh Kim Tiểu Long á là trai mặn đều dùng được ha, mà kể cả là trẻ nhỏ và người già luôn. Thì cái này thì mới xin phép là tạm kết với các bạn lúc này ha. Và video sau là sẽ tiếp tục ra những cái video mới để cập nhật về tình hình dỗ tổ tại nhà của anh Kim Tiểu Long. Bà con xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho mình làm mới ha. Dinh. Dạ. Đây là